Phẩm thứ năm, Quan Thế Âm Bồ Tát niệm Phật viên thông. Lúc bấy giờ, Quốc Mẫu Di Đề Hy Hoàng Thái Hậu hân hở vui mừng được nghe pháp yếu của Như Lai. Qua lời dạy của Ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát bèn tiếp tục thưa thình. Kính bạch Đấng Thiên Nhân Sư, tôi tôn tôi thành, kính bạch Đại Sĩ Đại Từ Đại Bi, con cũng thường nghe chư vị trưởng lão trong tăng già luôn luôn nhắc nhở rằng, chỉ có tứ niệm xứ là con đường độc nhất giúp chúng sinh diệt trừ ưu bi khổ nào, chứng ngộ niết bàn nay được Thế Tôn mở bài pháp niệm Phật, khiến hàng ưu bà tắc và ưu bà di đều phân vân. Do dự ý nghĩa ấy như thế nào, đâu mới là pháp chân thật rốt ráo, đâu là pháp phương tiện quyền biên, đâu là pháp tối hậu mà Như Lai thường ban cho các chúng sinh ở vào thời kỳ chánh pháp cuối cùng. Đức Phật mỉm cười lặng yên, Ngài Phổ Hiền an nhiên nhập vào niệm Phật tam muội. Thân tâm bất động khi ấy, Ngài Quan Thế Âm Đại Bồ Tát liền từ bảo tòa đứng dậy. Trệt áo phơi bài giấy bên hữu, cung kính nhiễu quanh Đức Phật ba vòng. Rồi Ngài hướng về bà Di Đề Hy mà bảo rằng, nay tôi nương quy thần vô hạn của Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, và tùy thuận bản nguyện lực vô biên vô lượng của Đức Phật A Di Đà mà tuyên dương năng lực vô cùng tận của danh hiệu Phật, tức là pháp môn niệm Phật tám mũi dây. Này Di Đề Hy, hãy nhận rõ như thế này để đừng rơi vào nghi lầm nữa. Đúng như ngươi vừa mới trình bày, tứ niệm xứ là pháp diệt khổ, là pháp đối trị tham dục ưu bi khổ não, là pháp đắc niết bàn vắng lặng. Còn pháp niệm Phật tám mũi lại là pháp thành Phật, là pháp chứng vô thượng giác, là pháp thâm nhập cảnh giới bất tư nghị của chư Phật, là pháp mở bài tỏ ngộ tri kiến Như Lai, là pháp cứu độ tất cả mọi loài chúng sinh, là pháp siêu việt trên hết thải hỷ luận cùng thiên kiến của nhị thừa. Tại sao vậy? Trước đây Đức Thế Tôn vì những người gây sợ hiểm nạn sinh tử mà nói pháp tứ niệm xứ, chánh niệm tinh tấn nhiếp phục
tham sân si để thoát khổ và đắc a la hán. Nay vì những người tín ngưỡng khát khao quả vị bồ đề chi hướng mong cầu Phật đạo, phát khởi đại bi tâm mà thực hành hạnh nguyện bồ tát thì Đức Thế Tôn chỉ giải pháp môn niệm Phật tam muội. Này Di Đề Hi, tất cả chúng sinh từ vô thị đến nay vì một niệm bất giác nổi lên, che mờ bản thể thường trụ nhận vật bên ngoài làm tâm, nhận sắc thân cảnh giới làm tâm, luôn luôn bỏ mất tâm chân thật nên bị cảnh vật xoay chuyển. Do đó khởi tâm phân biệt thầy có lớn nhỏ, rộng hẹp, xấu đẹp, cao hà. Nếu xoay được cảnh vật bên ngoài thì thân tâm sẽ sáng suốt, cảm nhiên tròn đầy tức thời, đồng với Như Lai không khác vậy. Muốn xoay chuyển ngoại vật thì không chỉ bằng sử dụng diệu lực vô quy của danh hiệu Phật. Thật vậy, nhờ xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà hành giả nhìn thấy cảnh vật bên ngoài đúng như bản chất thật sự của chúng. Do đó không còn bị ngoại cảnh chi phối điều phục thân tâm, và chẳng còn mong khởi tâm phân biệt. Lúc ấy, tuy không rời pháp hội mà biến hiện khắp mười phương quốc độ, trong một lỗ chân lông vẫn chứa đựng cả hoa tạng thế giới hài. Khi xưng niệm danh hiệu Phật, hành giả không để tâm rủi rầm theo thanh trần, mà xoay cái nghe trở vào chân tâm. Đó là danh hiệu Phật đang tuôn chảy liên miên bất tận, thành một dòng tâm mà mỗi mỗi sắc na đều hiển hiện chân như tâm. Chính nó thật là tâm nghe của mình, chẳng còn hai tướng động và tình. Toàn là thể vắng lặng xoay chiếu khắp mười phương, tiếp tục hành trì niệm Phật như thế. Chẳng bao lâu thì tánh nghe cũng không còn, khi ấy Phật trí tự nhiên tỏa ràng. Danh hiệu Phật vẫn tương tục không gián đoạn. Này Di Đề Hi, trong pháp hội Thủ Lăng Nghiêm, tôi đã trình bày nhân địa tu hành nhị căn viên thông cho đại chúng. Nhưng thời mạt pháp các kinh điển dần dần ẩn mất, mà nên biết ra tinh Thủ Lăng Nghiêm sẽ bị diệt trước nhất, tiếp sau là kinh Lăng Già, kinh Kim Cương, kinh Ma Ha Bát Nhã, kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu không nương nhờ pháp niệm Phật thì rất khó chứng đắc nhị căn viên thông. Bởi vì sao?
bởi vì niệm Phật tam muội chính là môn viên thông đệ nhất. Này Di Đà hay, tất cả chúng sinh từ vô thị đến nay, vì lăn lộn trong đêm tối, vô minh nhận giặc làm cha, lấy vọng kiến làm chỗ nương về, lấy tà kiến làm bạn lữ, lấy biện kiến làm lương dược, nhẫn ngã chấp ngã kiến làm tâm, rời xa tri kiến giải thoát vô lượng do đó khởi tâm phân biệt, thấy đúng sai tà chính thiện ác chân ngụy vân vân. Nếu lọc sạch ngã kiến ngã chấp thì thân tâm sẽ quang minh thường tài, chiếu suốt mười phương pháp giới, tức đồng đẳng với tri kiến giác ngộ của chư Như Lai vậy. Nếu muốn gạn lọc ngã kiến ngã chấp thì không chi hơn là phát huy năng lực vô biên của danh hiệu Phật. Thật vậy, nhờ chuyên tâm xin niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà hành giả tuần tự chuyên thức thành tri, chấp ngã chấp tự nhiên rơi rụng, ngã kiến tự nhiên tan mất như bông bông nước dưới ánh mặt trời. Lúc bấy giờ tuy không lìa cung đâu suốt mà vẫn phân thân khắp di trần quốc độ để chuyển pháp luân vô thường và khai thị tuệ giác cho vô lượng chúng sinh, giúp hết thải tứ sinh cửu hữu cùng ngộ nhập Phật tri kiến. Khi xin niệm danh hiệu Phật hành giả, không để thức thì nương theo nhân duyên mà dây đồng, nên chẳng thành tựu pháp y tha khởi, vì không có sự tham dự của ngã và ngã sở, nên điên kế sở chấp cũng chẳng tồn tại. Chỉ có danh hiệu Phật vẫn tuôn chảy liên miên bất tận thành một dòng tâm, mà mỗi mỗi sắc na đều biểu hiện vô thượng diệu viên thức tâm tam muội, tức là chân duy thức tâm vậy. Hành trì niệm Phật như thế, chẳng bao lâu thì chẳng còn nhìn thấy quyển tướng của vạn pháp ở bên ngoài, và cũng chẳng còn bắp bắt gặp tam thức ở bên trong, trong hay ngoài đều giả dối không thật, ngay cả tướng duy thức cũng chẳng có nữa. Vì ba đời mười phương Như Lai di trần sát quốc đầu, hư không sắc pháp tâm dương tâm sở, đều không một thứ nào ra ngoài chân duy thức tâm mà tự hữu, tự sinh tự diệt danh hiệu Phật vẫn tương tục không gián đoạn, như có như không cho đến chân duy thức tâm biến mất, đại viên cảnh trí tự nhiên phơi bày. Danh hiệu Phật sẽ dẫn dắt hành giả đi vào tánh viên thành thật, chứng vô sanh pháp nhân vậy. Vậy
Do đó phải nói rằng niệm Phật là pháp môn đại nhất, dùng để chuyển thức thành tri. Mà chúng sinh thời mạt pháp phải siêng năng thọ trì, này Di Đà Hi. Tất cả chúng sinh từ vô thị đến nay, bị vô số tư tưởng điên đảo, làm khuất lấp tận duyên giác như kẻ ngủ mê, chợt thức giấc giữa ngã tư đường cay, chẳng rõ phương hướng lẫn lộn chính tà, thấy trong nhìn ngược, bất phân thiện ác, tư tưởng điên đảo ấy nảy sanh thân và tâm, rồi nhận thân tứ đại gia hợp làm thân, chấp cái tư tưởng vô minh điên đảo kia làm tâm, cứ thế mà sinh tử, tử sinh nối nhau không dứt, tạo dòng lẫn quẩn luân hồi. Nhưng cái vô minh điên đảo ấy cũng chẳng thật, như hoa đốm, như bông nước, như ảo tưởng nơi sa mạc, như người ngủ chim bao. Thấy những sự việc cẩn vật rõ ràng, nhưng khi thức dậy thì không còn gì hết. Nếu chuyển qua vô minh điên đảo thì thân và tâm sẽ được thành giác ngộ, hoặc không phát tâm tu trì thì vẫn ở mãi trong sinh tử quyển mộng ấy mà tự vui. Chỉ có danh hiệu Phật là đầy đủ năng lực nhiễm màu để chuyển qua vô minh trở nên giác ngộ, chuyển qua sinh tử trở nên niết bàn, chuyển qua giả quyển trở nên chân thật. Vì sao vậy? Khi xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hành giả dần dần thành tựu chánh định Như Lai, tự nhiên phát sinh tuệ giác không tành. Vì danh hiệu Phật là hư không tàn, là viên giác tâm, là vô cấu tạng, là tịch tỉnh tàn. Nhờ vậy hành giả biết các pháp đều như quyền, thời tự nhiên lìa xa các quyển hóa sinh diệt. Ngay lúc ấy bèn thâm nhập biên giác tánh, đó gọi là tri quyển tức ly, ly quyển tức giác vậy mà. Dùng pháp nào để tri nếu không phải là diệu dụng của danh hiệu Phật? Không cần phải hủy diệt các thứ quyền mới cho chúng nó là quyền. Không cần thay đổi bản chất quyền của nó mới gọi là không. Mà chính cái biết nhất thiết pháp là không, khiến đường thể của quyền pháp tức là không vậy. Tiếp tục xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật như thế, hành giả không phóng tâm theo quyển căn quyển sự, mà hướng cái biết trở vào viên giác tánh. Đó là danh hiệu Phật đang tuôn chảy liên miên bất tận, thành một khối lưu ly sáng rực vằng vặc, mà mỗi mỗi sát na đều hiển lộ Như Lai tàn. Và cái biết cũng không còn nữa, danh hiệu Phật vẫn tương tục không gián đoạn,
hòa tan căn trần thức đều nhập vào viên giác tánh bình đẳng bất đồng. Thường trụ như không và tròn đầy chiếu suốt mười phương. Bởi vậy, phải nói rằng niệm Phật là pháp môn đệ nhất. Sử dụng danh hiệu Như Lai là thâm nhập Như Lai tàng. Mà chuyện biên quyền hòa hư dối trở nên viên giác tâm. Các hạng chúng sanh thời mạt pháp phải siêng năng thọ trì vậy. Này Di Đề, tất cả chúng sinh tự vô thị đến nay bị phiền não chi phối ngày đêm không tạm dừng. Nên nhận vọng tưởng làm tâm, bỏ quên thân giải trì, vô thượng trí rồi lại bị tham sân si màng nghi. Lôi cuốn và thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ kiến chồng chất lấp vùi. Do đó khởi tâm phân biệt thì có mừng giận yêu ghét vui buồn vinh hoa quỷ nhục. Nếu tận trừ phiền não thì thân tâm vắng lặng an nhiên tự tại tức đồng với chư Phật không hai không khác vậy. Muốn tận trừ phiền não thì không chỉ hơn là phát huy năng lực trí giải siêu việt của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Thật vậy, nhờ cần mẫn xưng niệm Phật hiệu mà hành giả hiện bài tự tâm quán minh hiển lường. Chuyển phiền não dữ dội ấy trở thành bồ đề thật tương. Đưa hành giả thắng vào cảnh giới thanh trí tự chứng lúc bấy giờ. Có khả năng băm ngọn chân xuống mặt đất sử dụng ấn địa xúc để cải biến ta bà thành tín đồ trang nghiêm. Niệm niệm tương ưng với đại địa Bồ Tát, niệm niệm du hành giáo hóa xã hội chúng sinh khắp mười phương di trần hằng hà xa thế giới vậy.